nghĩa là ngày thứ ba mở để chuẩn bị làm bánh khét nha. Thì mình có hỏi Paris với con trai, lễ hội rất là vui ha. Là một trong những lễ hội lớn ở Pháp nhưng mà lớn nhất là ở thành phố Nice. Và lễ hội Carnival này có nguồn gốc từ xuất xứ từ bắt đầu từ La Mã. Trong cái La Mã thì cái tháng 2 của họ là giao điểm giữa mùa đông và mùa xuân. Ở bên Ý thì lễ hội tượng trưng cho trước cái lễ nuôi súc vật cái gì đó mình nghe nói mà. Thì ở đây lễ hội Carnival sẽ có nhiều, rất nhiều, không biết là mình đến hơi trễ giờ mới là coi hết được không đây. Họ bắt đầu khởi hành từ 2 giờ cho tới 6 giờ chiều và 8 giờ tối chứ, rồi sau đó sẽ có những tổ chức lễ hội xung quanh đây. Ngoài ra mọi người có thấy ở đây không, có những cái đèn đỏ của Tết của châu Á thì nó cũng treo khắp mọi nơi và mọi người rất là đông vui đến đây nhảy múa. Thank you.
Đây là pays, người ta nói là Ecuador. Ecuador, c'est le pays Ecuador. Nous sommes à Carnaval de Paris le 11 février 2024. Carnaval de Paris, 11 février 2024. Đang ở Place République và trên con đường tên là đường République nha, quận 11, Paris quận 11. Trước mặt mọi người mình nghĩ là một cái nhà hàng Việt Nam thì có tên là An Khang. Án in An Khang. Trải dài cái carnival kéo dài từ Place Gambetta đến Place République. La carnaval est prolongé à partir de Place Gambetta jusqu'à Place de la République. Mais vu que je suis venue en retard, du coup, je commence à regarder par la Place République. Et je commençais à suivre la rue pour regarder le spectacle là-dessus. Vì mình đến trễ nên mình lấy ở cái trạm metro ở La République để mình đi coi, rồi sau đó mình đi ngược lên.
Paris bây giờ hiện nay họ đặt rất nhiều ổ sạc điện cho xe hơi nha. Và những cái xe hơi có đi vào trong Paris được đậu ở đây miễn phí. Thì sạc điện thì phải trả tiền thôi. Rất là đông người đi ra. Il y a beaucoup de monde sur la rue. Trễ quá nên mình chỉ coi được khúc cuối thôi. Khúc đầu có rất nhiều cái nhưng mà bây giờ đã hết rồi. Lần sau phải đi sớm hơn một chút. Place de la République, Paris 11e. Con trai đang thấy hình bích sen, nó muốn lấy hình bích sen đấy. Ở trước mà mọi người toilet công cộng đây, nhà vệ sinh công cộng. Ở Place de la République ha. Trước mặt mình là Place de la République. Hai mẹ con đi dạo dạo quận 11, và mình thấy cái nhà hát rất là đẹp, dễ thương. Nên quay lại cho mọi người coi. Những điêu khắc rất là đẹp ha. Đây nhà hát mình ở quận 1 ha. À, đang có diễn xiếc ở trong đây. Trước mặt nhà hát là cũng có trạm xe metro nè. Ở Paris thì trạm xe metro rất là nhiều ha. C'est une belle opéra à côté de la place République au 11e arrondissement. Il est situé sur rue Guillaume-Melo. Đi ngang những cái nhà kiến trúc hồi xưa rất là đẹp ha. Còn những cái tường với trần kiến trúc rất là đẹp. Cửa này là cũng hồi xưa rồi.
hai mẹ con tiếp tục con đường đi đến một cái nhà thờ ở gần đây trên quận 11. Và địa điểm đến nhà thờ này cũng dễ, cái địa metro số 9 Saint-Ouen. Trước mặt mọi người là một cái nhà thờ khá là đẹp ở Paris quận 11. Nhà thờ lớn ha. Tháp chuông. Église Saint-Ambroise được xây dựng từ năm 1863 đến năm 1869. 68 gì đó, coi như là thời gian xây dựng là khoảng 5 năm. Nằm trên đường Voltaire ha. Église Saint-Ambroise s'est construite de 1863 jusqu'à 1868. Pendant 5 ans. Sur la rue de Voltaire. Avenue de Voltaire. À, tiếc là hôm nay giờ này nhà thờ đóng cửa nên mình không có vào tham quan phía trong được coi nó ra làm sao. Rồi, hai mẹ con trên đường đi kiếm cái gì ăn đã rồi đi về nhà. Thằng con trai thì thích ăn McDonald's mà lại không thích ăn đồ ăn châu Á. Thôi mình cho nó ăn McDonald's trước rồi sau đó nó sẽ theo mình đi qua bên tiệm đồ ăn châu Á bên kia. Để mình ăn đồ ăn châu Á. Này, này xà lá. Một phần ăn như vậy là 10 euro. 10 euro là có ly nước cam, có một cái bánh hamburger và khoai tây. Chính xác giá là phần của con ở đây ăn là 9 đồng 30 cm ha. Ngoài ra nếu mà mọi người tới dược, ngoài ra nếu mọi người mà đến từ ngày 6 tới ngày 9 tháng 2 thì mua những cái phần ăn đó bán còn có 3 đồng rưỡi, 2 đồng rưỡi thôi. Đó là nó khuyến mãi rất là rẻ. Đó là đây là khuyến mãi của McDonald's ha. Rồi, mình đang giải thích cho con trai là kỳ đó đi McDonald's ở Sài Gòn biết nó cho cái mấy cái miếng gà rồi nó cho thêm cơm để ăn chung nữa chứ không phải bên Tây nữa không có như vậy. Ở đây mình đang ở McDonald's ở Paris quận 13. Ở Việt Nam thì không biết làm sao ha, hồi đó thì vậy đó. Nhớ cũng rồi chắc giờ cũng là chắc cũng gần 10 năm rồi. Sau khi con trai ăn xong ở McDonald's ở Paris quận 3 Port de Sazy ha. Thì bây giờ bắt đầu tới phiên mẹ ăn, con ăn xong giờ tới phiên mẹ ăn. Con nó có hai dòng máu vừa Tây vừa Việt mà nó lại thích ăn đồ Tây hơn đồ Việt. Thành thử bây giờ đến phiên mình ăn thì mình rất thích cái quán ăn ở trong đây. Ở ngay Port de Sazy ha. Bây giờ mình đi vào trong đây nha. Trong đây có quán khá là ngon. Quán nó nằm trong cái hẻm sâu sâu này nè. Nếu mà lại Paris quận 3 thì người ta nói cái quán nằm phía sau lưng McDonald's hay BNP gì đó. Rồi. Oui. Và đây là món ta như khoảng rất là mà phải đợi. Giờ vào trong phải đợi, xếp hàng đợi. Có người ra mới vô ngồi ăn được. Quán rất là đông người, đông khách nha. Giờ mình đang đợi xếp hàng tại vì quán rất là đông. Mình thì phải đợi có khách ra thì mình mới vô ăn được. Đó, phải đợi có người ra thì mới tới phiên mình vô ăn ha mọi người ha. Ở đây là mình cho mình mọi người coi giá của bên đây ha. Chẳng hạn ở đây là có mì vịt nè, 12 euro. Đây là hủ tiếu Nam Vang là 10 euro ha. Đó, salad, đây là bánh khép mà đề bằng tiếng Pháp nha. Đây là heo nè, heo kho là 6 euro. Khép được y crevette là giống như là bánh cuốn tôm là 7 euro. Mình coi giá đây nha. Dĩ nhiên là vào quán ăn tàu thì đừng có hỏi ăn phở với thịt kho tàu nha mọi người. Như vô đây thì mình chỉ ăn mấy món tàu thôi ha. Cho mình cho mọi người coi giá như vậy. Ở đây chẳng hạn là huy xào với lại dứa thơm với lại cua với lại tôm là 12 euro. À, đây là bò lúc lắc nè, bớp lúc lắc là 12 euro 50. Le prix si vous rentrez dedans, vous mangez que des plats chinois, mais il ne faut pas venir ici pour chercher le soupe de phở ou d'autres plats spécialités vietnamiennes. D'accord? Voilà. Dans le prix, je vous montre ici, voilà, je dis
c'est mon mari l'aime bien, c'est Bob Louplac, la puissance l'aime bien, voilà, 12,50 €. Voilà, le prix c'est raisonnable, voilà. Bob sauté, légumes, là, de saison c'est 10 €, c'est bò xào với rau là 10 €. Thấy không? Đây là cái mấy cái marmite giá ở đây cho mọi người coi nha, mà mình cũng không quay cận kẽ nha. Đó, chẳng hạn đây là vịt quay nè, Cana Lucky Cuisine nè, vịt quay này chắc là một phần hay bằng một phần thôi là 12 hôm, một phần chắc một nửa, một phần tư chẳng hạn ha. Và là sau đó là mình sẽ quay cho mọi người đến cái nhỏ đét xe. Đó, đây là pẹt đồ cô, có nghĩa là mình quên mất tên Việt Nam là cái gì rồi, cái bánh nhân dừa đó, đó là giá như vậy nha. Mình quay sơ vậy thôi, xong người ta đợi mình lấy món từ nãy giờ rồi. Nó khó chịu bây giờ nha. Bây giờ chuẩn bị gọi món. Giờ món đầu tiên đây, mình gọi cái món này là món xíu mại. Xíu mại này 4 cái này là như là 6 €. Ở Việt Nam mình hồi xưa nhớ là có cái ngạn ngữ ngoại ngạn hả, câu nói, xin lỗi, câu nói lấy vợ Nhật ở nhà Tây và ăn cơm tàu. À, mình thì uống rượu trắng hả, rượu trắng có nghĩa là nước lã, nước homine nha mọi người. Bên này là nước homine uống được hết đó nha, ăn thử cho mọi người coi nha. Để vậy chứ thằng thông trai ăn thử, nó không chịu ăn thử thì mình sẽ ăn cho nó thôi. Ăn rất là ngon đó mà. Ngon. Và đây là món bi sao giòn của mình đây. Kêu thằng ăn trai, con trai nó ăn thử mà cái gì nó cũng không chịu ăn thử hết. Xíu mại tôm cũng không chịu ăn thử, món này cũng thử thôi, vậy thì mình ăn một bình vậy. Nó ăn cũng no rồi mà nếm chút nó không chịu. Je vais pas goûter le nouilles croustillant. Ce nouilles croustillant c'est le nouilles vert cuire dans l'huile. Et le croustillant. Kêu nó ăn thử cái mì, giải thích là mì nó xào với dầu ăn rất là ngon. Et mettre dans l'huile les couleurs croustillant mais les cuites. Tu vois? Les croustillants c'est très bon. Vâng. Je peux pas tout finir, je mange que moitié. Bon, le reste je vais demander emporter à la maison. Voilà. Ăn hết thì giờ còn nửa dĩa thì đem về nhà ăn tiếp vậy chứ giờ bỏ thì tội. À, có. À, để dọn ăn còn lại một nửa dĩa nè. Nhưng rất là ngon nha. Đây là tổng cộng hôm nay mình ăn là hết 23 €. Đó là có một phần xíu mại, mì xào giòn thập cẩm, một chai coca, bình nước lọc thì không có tính tiền nha. Thôi bây giờ hai mẹ con mình sẽ đi về nhà. Từ đây thì không xa lắm cái metro và trạm xe điện ở quận 13. Hai mẹ con mới ăn xong. Con trai thì ăn McDonald's, còn mẹ thì ăn đồ tàu. Vì ăn no là thôi bây giờ đi về nhà. Bon, nous avons fini manger. Léo mange McDonald's et moi mange le plat chinois, le nouilles, aussi dans sauté, aux fruits, légumes et variétés, viande, viande. Voilà, maintenant on va rentrer à la maison. Tôi đi về nhà nha. Chào mọi người, hẹn video sau. Bye bye, ciao.